cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Donald Trump huy động số tiền khổng lồ sau khi sống sót thần kỳ từ vụ ám sát. Bản tin chấn động, con trai tổng thống Mỹ Hunter Biden đối mặt với án phạt khủng khiếp. Nga, Trung Quốc, Iran bị tố can thiệp vào bầu cử Mỹ, đe dọa tương lai dân chủ Hoa Kỳ khi răng bàn kế hoạch trả đũa, Mỹ khẩn cấp điều thêm quân đội hỗ trợ Israel. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trong một diễn biến gây trúng động, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi chiến dịch tranh cử của ông vừa huy động được số tiền khổng lồ lên tới 138,7 triệu USD chỉ trong 7 tháng vừa qua. Điều đặc biệt đáng chú ý là con số này được công bố ngay sau khi ông Trump may mắn sống sót khỏi vụ ám sát đầy kịch tính tại Pennsylvania số tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tăng vọt 24% so với con số 111,8 triệu USD huy động được trong tháng 6, nâng tổng số tiền tài trợ hiện có của ông lên đến 327 triệu USD. Đây không chỉ là một con số đáng kinh ngạc, mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Trump trong lòng người ủng hộ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, Ban vận động tranh cử của ông Trump đã gây tiếng vang lớn khi thông báo đã huy động được 331 triệu USD trong quý II, vượt qua con số 264 triệu USD mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của đảng Dân Chủ huy động được trong cùng thời gian. Sự so sánh này càng làm nổi bật thành công của Trump trong cuộc đua gây quỷ. Sự kiện ám sát hụt diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, được cho là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ trong các khoản đóng góp vụ việc đầy kịch tính này không chỉ làm rung chuyển dư luận mà còn khiến những người ủng hộ ông trump đoàn kết hơn bao giờ hết đổ dồn sự ủng hộ tài chính vào chiến dịch của ông với số tiền tài trợ khổng lồ và sự ủng hộ ngày càng gia tăng donald trump đang chứng minh rằng ông là một thế lực không thể cản phá trên chính trường mỹ chiến dịch tranh cử của ông không chỉ tạo ra con số ấn tượng mà còn củng cố niềm tin rằng tổng thống này chắc chắn sẽ tái đắc cử trong cuộc đua vào nhà trắng sắp tới bản tin chấn động con trai tổng thống Mỹ, Hunter Biden, đối mặt với án phạt khủng khiếp. Kính thưa quý vị thân mến, một cơn bão dư luận đang chuẩn bị bùng đổ khi Hunter Biden, con trai của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, sẽ phải ra hầu tòa với cáo buộc liên quan đến tội sử dụng súng vào tháng 11 tới đây, với mức án có thể lên đến 25 năm tù. Phiên tòa này hứa hẹn sẽ làm rung chuyển cả nước Mỹ. Hunter Biden không chỉ đang đối mặt với một tương lai đầy u ám vì án tù mà ông còn đang bị vây quanh bởi những cáo buộc khác liên quan đến tội trốn thuế. Số tiền lên tới 1,4 triệu đô la không được thanh toán, đang đặt ông vào tâm bảo của một vụ bê bối chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Mỹ. Ban đầu, Tổng thống Joe Biden đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tuyên bố trước báo chí rằng ông sẽ không sử dụng quyền lực Tổng thống để ân xá cho con trai mình. Tuy nhiên, thông tin chấn động mới đây đã bị rò rỉ cho biết sau khi biden tuyên bố không tái tranh cử và chuyển quyền lãnh đạo chiến dịch cho phó tổng thống kamala harris ông đã quay ngược hoàn toàn quyết định trước đó và dự định sẽ sử dụng quyền ân xá tổng thống để bảo vệ hunter biden thông tin này đã khiến dư luận mỹ phẫn nộ nhiều người coi biden là kẻ xảo trá không giữ lời hứa trước công chúng lần này hunter biden sẽ khó có thể thoát khỏi án tù một gông bởi người đưa ra phán quyết cuối cùng chính là thẩm phán magellan norica một thẩm phán nổi tiếng với tính cách công chính và sự nghiêm minh trong xét xử, được đích thân cựu tổng thống Donald Trump đề cử. Sự hiện diện của thẩm phán Norica trong phiên tòa lần này gần như đảm bảo rằng công lý sẽ được thực thi, và Hunter Biden sẽ phải đối mặt với hậu quả của những hành vi sai trái của mình. Cả nước Mỹ đang dõi theo từng diễn biến của vụ án khi một nhân vật quan trọng như Hunter Biden phải đối mặt với một tương lai mờ mịt đầy rẫy những cáo buộc và án phạt nặng nề. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? tất cả sẽ được hé lộ trong những ngày tới khi phiên tòa lịch sử này chính thức bắt đầu. Nga, Trung Quốc, Iran bị tố can thiệp vào bầu cử Mỹ, đe dọa tương lai dân chủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang âm thầm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Đáng chú ý, những quốc gia này được cho là sẽ lợi dụng vụ ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump và quyết định không tái tranh cử của tổng thống Joe Biden để gây ảnh hưởng, tác động đến cử tri Mỹ. Theo báo cáo mới nhất từ các quan chức tình báo Hoa Kỳ được công bố vào ngày 29 tháng 7, các đối thủ của Hoa Kỳ đã tham gia sâu vào các chiến dịch nhằm làm lung lay niềm tin của cử tri vào tiến trình dân chủ Mỹ khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024. Những nỗ lực này đang nhằm phá hoại tiến trình dân chủ và đẩy mạnh các chiến dịch gây ảnh hưởng từ phía sau. Một quan chức tình báo Hoa Kỳ chia sẻ rằng các tác nhân này đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến chính trị tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến cuộc đua giành chức tổng thống. Chúng tôi dự kiến họ sẽ điều chỉnh chiến lược và đưa những sự kiện này vào câu chuyện gây ảnh hưởng của họ. Mặc dù vẫn còn quá sớm để có thể chỉ ra các ví dụ cụ thể về cách thức mà Nga, Trung Quốc và Iran đang lợi dụng tình hình hiện tại, nhưng các quan chức Hoa Kỳ khẳng định các chiến lược và phương án gây ảnh hưởng của ba quốc gia này vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng. Theo đánh giá tình báo, Nga đang tập trung vào việc hỗ trợ ứng cử viên Donald Trump với lợi ích cốt lõi là chống lại các ứng cử viên muốn cung cấp viện trợ cho Kiev. Trong khi đó, Iran đã quyết định sử dụng chiến dịch gây ảnh hưởng của mình để gây tổn hại đến chiến dịch tranh cử của Trump với mục tiêu tránh gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ. Một quan chức tình báo Hoa Kỳ khác cho biết, Số lượng các nỗ lực gây ảnh hưởng hoặc đe dọa can thiệp từ các quốc gia này đã tăng gấp đôi so với các chu kỳ bầu cử trước đây. Đặc biệt, Nga và Trung Quốc đang sử dụng các công ty tiếp thị và quan hệ công chúng để phân phối các thông điệp của họ cho người Mỹ, khiến cử tri khó nhận biết được nguồn gốc thực sự của thông tin. Các hoạt động này đang được điều hành bởi các cơ quan tình báo ở Nga và Iran, với sự tinh vi hơn trong việc che giấu các dấu vết, khiến giới chức Hoa Kỳ lo ngại về một cuộc tấn công toàn diện vào nền dân chủ của quốc gia này. Iran bàn kế hoạch trả đũa, Mỹ khẩn cấp điều thêm quân đội hỗ trợ Israel. Thưa quý vị thân mến, trong một diễn biến căng thẳng chưa từng có, Iran đang chuẩn bị kế hoạch trả đũa Israel sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát các thủ lĩnh Hezbollah và Hamas. Đồng thời, Mỹ đã khẩn cấp điều thêm quân đội tới Trung Đông để hỗ trợ Israel phòng thủ trước nguy cơ xung đột leo thang không thể kiểm soát. Theo thông tin từ Guardian ngày 1 tháng 8, chính phủ Iran đã ra lệnh đóng cửa không phận Tehran trong bán kính 2 km, viện dẫn lý do các hoạt động quân sự tại khu vực này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ Iran tiết lộ rằng đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhắm vào Israel. Tướng Mohammed Bakeri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, đã tuyên bố mạnh mẽ rằng Iran và các mặt trận kháng chiến đang xem xét cách đáp trả tương xứng. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra và israel sẽ phải hối tiếc vì hành động của họ cảnh báo này đã làm gia tăng sự lo ngại về một cuộc xung đột lớn có thể bùng nổ tại khu vực không chỉ dừng lại ở đó trong một động thái chưa từng có mỹ đã quyết định điều thêm quân đội tới trung đông để hỗ trợ israel phòng thủ thông báo này được đưa ra ngay sau cuộc gọi khẩn cấp giữa tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng israel benjamin netanyahu trong cuộc gọi này tổng thống biden đã cam kết mạnh mẽ sẽ đứng về phía israel trước mọi nguy cơ từ iran nhưng cũng nhấn mạnh rằng israel cần tìm cách hạ nhiệt tình hình căng thẳng trong khu vực việc điều quân đội của mỹ tới trung đông đã khiến tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng đặt ra câu hỏi lớn về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực nhiều nhà quan sát lo ngại rằng xung đột giữa iran và israel có thể kéo theo sự can thiệp của các nước lớn khác khiến khu vực rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng tình hình hiện tại đang rất căng thẳng và cả thế giới đang dõi theo từng động thái của các bên liên quan liệu một cuộc chiến tranh mới có thể nổ ra ở trung đông và mỹ cùng các đồng minh sẽ đối phó ra sao tất cả sẽ được hé lộ trong những ngày tới